Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thao túng, phiếu tín nhiệm, đòn tuyệt kỹ, hóa giải, tuyệt chiêu của ông Tổng Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2012 khi đó đã diễn ra hội nghị chung thứ 6 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tại hội nghị này, ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là Tổng Bí Thư đã chuẩn bị tư thế quật Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng Chính phủ lúc đó Ông Trọng dự trù phế chuất ông Dũng thông qua bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ đảng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng tung đòn lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Tân Dũng cách đây 11 năm. Để chuẩn bị cho cuộc lật đổ, ông Nguyễn Phú Trọng đã vận động được Bộ Chính trị đồng ý đem ông Nguyễn Tân Dũng ra trước Trung ương để mổ xẻ, dùng phiếu tín nhiệm để phán quyết số phận người đứng đầu chính phủ. Lúc đó, ông Nguyễn Tân Dũng bị Trung ương Đảng xác nhận là người gây ra thảm họa cú đấm thép vì đây là chủ trương của ông Nguyễn Tấn Dũng chính cái gọi là cú đấm thép ấy đã phá nát nền kinh tế đất nước. Đồng thời, ông Nguyễn Tân Dũng còn vướng vào tai tiếng về tham nhũng và việc cho con cái đi du học các nước tư bản. Đặc biệt, con gái ông Nguyễn Tân Dũng là Nguyễn Thành Phượng đã dựa hơi trà để thao túng thị trường tài chính Việt Nam. Vận động xong, ông Nguyễn Phú Trọng cho Trung ương Đảng bỏ phiếu tín nhiệm để phế chuất ông Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên, trong 200 ủy viên Trung ương Đảng đã có số phiếu áp đảo không đồng thuận với ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng luận tội ông Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả vào ngày 15 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải đọc diễn văn bế mạc với cổ họng tắc nghẹn vì ức không chịu được. Lúc đó, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng như muốn khóc vì thua tức tưởi trước đối thủ chính trị mà ông nghĩ rằng ông sẽ thắng. Sau hội nghị trong một cuộc họp cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước lúc đó, đã gọi ông Nguyễn Tấn Dũng là đồng chí X dù là đồng minh tích cực của Nguyễn Phú Trọng hết lòng ủng hộ việc bỏ phiếu tiến nhiệm để phế chuất ông Dũng, nhưng ông Sàng cũng không chỉ thẳng tên ông Nguyễn Văn Dũng. Từ đó, xã hội đặt cho bà Dũng bí danh bà X, vì ai cũng biết ông Trương Tấn Sàng muốn ám chỉ ai. Cách đây 11 năm, ông Nguyễn Tân Dũng cũng tung tuyệt kỹ thao túng phiếu tín nhiệm để hóa giải đòn đánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là câu chuyện 11 năm về trước, ông Nguyễn Phú Trọng tung tuyệt chiêu lấy phiếu tín nhiệm để triệt hạ đối thủ, nhưng cuối cùng đối thủ lại dùng tuyệt kỹ để hóa giải thành công. Vậy tuyệt kỹ của Nguyễn Văn Dũng là gì? Theo giới thạo tin cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng lúc đó đã dùng tiền để mua phiếu tín nhiệm. Ông Dũng nắm cả chính phủ, điều hành rất nhiều tập đoàn và tổng công ty nhà nước, nhưng hầu hết đều thua lỗ rất nặng. Ngược lại, với sức khỏe của các tập đoàn nhà nước, người ta nói rằng tài lực của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng rất mạnh và chính nhờ vào sức mạnh kim tiền này, ông Dũng thao túng phiếu tín nhiệm của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyễn Tân Dũng đã thành công làm cho ông Trọng phải miếu máu như sắp khóc trước đại hội. Đòn này sẽ không làm khó những quan tham có nhiều tiền. Mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho phổ biến độc chiêu lấy phiếu tín nhiệm để loại bỏ những người ông không ưa tuy nhiên theo đánh giá của một số nhà phân tích cách làm này vẫn sẽ không hiệu quả bởi người ta sẽ bung tiền ra mua phiếu tín nhiệm ở hậu trường quan chức nào tham nhũng nhiều nhà có nhiều tiền thì cơ may được tín nhiệm cao và quan chức ít tiền thì sẽ bị mất tín nhiệm và bị loại nói chung cách hóa giải chiêu trò lấy phiếu tín nhiệm của nguyễn phú trọng không khó chỉ cần áp dụng tuyệt kỹ của nguyễn xuân dũng đã dùng thì sẽ bóp méo được kết quả bỏ phiếu tín nhiệm một cách dễ dàng. vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn. ông nguyễn phú trọng tung vỏ quyết dày. trong khi các quan chức nhà nước đảng cộng sản việt nam thì sẵn sàng có móng tay nhọn. thì họ cũng dễ dàng hóa giải mà thôi. không khó để nhận ra những tiêu cực những chiêu thức mà quan tham nhiều tiền có thể tung ra để mua ghế cho mình. về khả năng quản trị các quan chức của đảng cộng sản việt nam chẳng có nhưng về những chiêu trò luồn lách để được bám ghế thì các quan chức cộng sản việt nam luôn sáng tạo và thậm chí nghĩ ra những cách làm rất hay. Cho nên khó có chuyện đảng sẽ trong sạch khi lấy phiếu tín nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản, với bản tin thao túng phiếu tín nhiệm, đòn tuyệt kỹ, hóa giải tuyệt chiêu của ông tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thượng tầng kịch chiến dân lãnh hậu quả. Vào hôm 9 tháng 5, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu trước phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản. Điều đang nói là nhiều doanh nghiệp đã bán tài sản với giá chỉ có bằng 50% giá thực, và người mua là doanh nghiệp nước ngoài. Đây là câu chuyện thâu tóm như là một điều tất yếu. Khi nền kinh tế yếu đi, doanh nghiệp không thể chịu nổi sức ép, thiếu hết các doanh nghiệp Việt Nam bị ép bán lúa non. Xem như sự nỗ lực của Việt Nam bao nhiêu năm qua giờ đây để nước ngoài hưởng lợi. Thượng tầng thì kịch chiến, kinh tế tàn nát. Theo ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, thì đã suy giảm tốc độ tăng trưởng đã giảm, bắt đầu rất rõ từ quý 3 năm 2022. Ông nói quý 3 tăng trưởng 13,7% sang đến quý 4 còn có 5,9%, bắt đầu sang quý 1 năm nay còn có 3,3%, rơi gần như thẳng đứng Tới đây nhiệm vụ là phải đánh giá, dự báo xem đã xuống đáy chưa và bắt đầu có chiều hướng đi lên hay không, hay vẫn tiếp tục rơi xuống. Lẽ ra khi dịch Covid-19 đã qua thì kinh tế phải bắt đầu hồi phục, nhưng thực tế Việt Nam thì không phải như vậy. Kinh tế vẫn cấm đầu đi xuống. Nó trùng với thời điểm mà chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng ngày một mạnh tay hơn. Cũng trong phiên họp lần thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, đã báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội năm 2022. Tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2023. Ông Khanh nói rằng đang tồn tại tình trạng thiếu năng động sợ trách nhiệm thực ra cần phải nói thẳng rằng hiện nay cả bộ máy công quyền như bị tê liệt vì tình trạng không dám làm việc và tâm trạng sợ sệt bao trùm khắp nơi từ bắc đến nam luật pháp nghiêm minh thì người làm đúng không bao giờ phải sợ nhưng luật pháp tại việt nam tuy rối rắm trông chéo nhiều tầng nhiều lớp nhưng lại không nghiêm minh nó có thể không thấy con voi nhưng nó lại có thể thấy rất rõ con kiến đang cựa quậy ai cũng hiểu như thế nên quan chức dù biết mình làm đúng cũng không dám làm vì sợ vu cáo sợ bị trả thù từ đối thủ thượng tầng tại đảng cộng sản việt nam đang kịch chiến và nhà nước thì tê liệt ở nhiều bản tin trước tờ thể báo chấm d đã phân tích tình trạng sợ trách nhiệm của cán bộ và bộ phận lớn quan chức tại việt nam nguyên nhân của việc trì trệ không dám làm việc không dám triển khai bất kỳ chính sách nào khiến bộ máy công quyền bị tắc nghẽn là hệ quả của công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cả chính phủ không ai dám nói thẳng ra nguyên nhân này vì sợ quyền lực của ông Tổng Bí Thư. Từ ông Thủ tướng cho đến các ông Bộ trưởng đều chỉ nói về hiện tượng mà không dám nói về nguyên nhân. Ước mơ có một bộ máy trong sạch, toàn đảng trong sạch là ước mơ hoang lường của ông Nguyễn Phú Trọng. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tham lam thì lấy đâu ra một đảng cộng sản trong sạch cho được. Việc tự mình độc quyền lãnh đạo đất nước, tự mình tự ý cấm mọi tư tưởng chính trị khác biệt với bản chất là một loại lòng tham khổng lồ. Đảng cộng sản muốn độc chiếm đất nước, muốn độc chiếm khai thác sức dân nên mới cấm đa nguyên chính trị và đa đảng. Từ lòng tham khổng lồ đó, Đảng cộng sản xây dựng nên bộ máy cai trị thì bộ máy cai trị đó có thể không tham nhũng được hay sao? Có thể nói lòng tham của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam là vô độ. Thực tế đã chứng minh ngay trên các trang tin của báo chí trong nước chứ không đâu xa lạ gì. Nuôi tham vọng Đảng trong sạch là ước mơ ảo tưởng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Ông Nguyễn Phú Trọng mơ ước Đảng trong sạch vững mạnh, ước mơ của một nhà nước của dân, do dân, vì dân là ước mơ hết sức hoang lượng. Đảng Cộng sản không thể tách rời khỏi chữ tham từ tham quyền lực cho đến tham tiền bạc và tham nhũng. Chính vì tham quyền lực mà thượng tầng kịch chiến, kết quả đất nước chậm phát triển, người dân thì lãnh đủ hậu quả của nó. Đất nước này là của 100 triệu dân chứ không phải của riêng ai cả. Nhưng hiện nay đảng đã biến đất nước thành tài sản riêng của một nhóm chính trị tham lam. Đấy là cái giá đau đớn mà dân tộc này đang phải trả vì không loại bỏ được Đảng Cộng sản một sớm một chiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thượng tầng kịch chiến dần lãnh hậu quả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo .d